Dạ, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày hưu con chào đời rồi. Ủa, chuyện gì thế này? Có chuyện gì thế nhỉ? Chị Hưu ơi, chạy đi thôi. Có một đoàn thợ săn đang tiến vào khu rừng của chúng ta. Ở lại đây không an toàn một chút nào. Nhưng tại sao phải chạy loạn lên thế? Họ nói sẽ đốt hết cả khu rừng của chúng ta. Thật thế ư? Họ đông lắm, chúng ta không rời khỏi đây ngay thì sẽ bị mất mạng đó. Họ đi hướng nào thế? Họ đang ngay phía sau lưng chúng ta rồi. Chị nên đi luôn đi, không là cả mẹ cả con nguy hiểm bây giờ đấy. Tôi đi ngay đây. Nhanh chân lên đi mọi người ơi, cái to lắm rồi. Trời ơi, tại sao tai họa lại đến vào lúc này? Cầu mong chưa đến ngày trở dạ, nếu không thì mình sẽ nguy mất. Con ơi, cố lên nhé. Cố đợi mẹ một chút. Mẹ sẽ đi tìm chỗ thật an toàn cho con chào đời. Đằng kia là một đồng cỏ mênh mông, bên cạnh lại có dòng sông xanh mát nữa. Chưa thấy có dấu chân của thợ săn, chắc họ chưa kịp đuổi đến đây. Có lẽ đây là nơi an toàn rồi. Mình nên dừng chân ở đây để sinh nở vậy. Thật tội nghiệp con của mẹ. Thời điểm ra đời lại vào đúng lúc hoạn nạn. Con cố lên nhé. Mẹ con mình cùng cố gắng. Mẹ tin con của mẹ sẽ dũng cảm, mạnh mẽ. Đồng cỏ xanh mát kia sẽ là nơi con sinh ra. Nào, mẹ con mình cùng tới đó nhé. Ôi da, đau bụng quá. Không lẽ hũ con của mẹ đang đòi ra rồi? Có tiếng sấm rền, sắp có một cơn mưa lớn rồi. Mình phải mau tìm chỗ trú mới được. Cháy rồi, cháy rồi, chạy thôi. Ngọn lửa bốc lớn lắm. Nếu không chạy nhanh sẽ bị ngọn lửa thiêu rụi đó chị Hưu ơi. Chắc cả khu rừng bị thiêu rụi mất. Nguy rồi, thôi đi về hướng này vậy. Hưu con sắp chào đời rồi. Nếu không nhanh thì không kịp mất. Cố gắng lên nào. Hả? Trời ơi. Ôi, thôi rồi, không còn con đường nào để thoát thân nữa rồi. Ôi da, con ơi, đừng mà, đừng ra lúc này. Mẹ cầu xin con đấy, mẹ phải tìm được nơi an toàn đã. Nhất định mẹ sẽ bảo vệ con. Đường nào cũng không thể đi. Ta bị đẩy vào đường cùng rồi. Ta phải làm sao bây giờ? Chào đời. Con ơi, từ từ hãy ra ngoài này. Không thể ra lúc này được. Mẹ con mình sẽ chết mất. Mẹ cần có thời gian tìm được nơi an toàn để cho con ra đời. Con ơi, hãy chịu khó một chút. Con à, mẹ xin con đừng đòi ra lúc này. Biết chạy đường nào bây giờ? Thiệt tội nghiệp cho con tôi. Không còn cách nào khác nữa con yêu ạ. Mẹ sẽ cho con ra ngay bây giờ. Sống cùng sống, chết cùng chết. Mẹ sẽ cho con nhìn thấy bầu trời, đồng cỏ. Dù gì chỉ là một trong tích tắc để con cảm nhận được cuộc sống này vẫn rất tươi đẹp. Mẹ, mẹ yêu con. Cố lên nào, mình không thể bỏ cuộc được.
sét nổi lên làm cháy khu rừng. Người thợ săn cũng bị sét đánh trúng, khiến anh ta bắn lệch mục tiêu là hươu mẹ. Mũi tên lại trúng vào sư tử ở đằng xa. Vừa lúc đó trời đổ mưa, cơn mưa rào dập tắt dần đám cháy ở rừng. Còn hươu mẹ may mắn đã sinh con trên đồng cỏ an toàn. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong một khoảnh khắc của cuộc sống. Hãy nhìn vào những điều tốt đẹp có thể xảy ra, giống như hươu mẹ mạnh mẽ sinh con giữa nơi tưởng như nguy hiểm nhất. Tay đua chậm chạp. Trên chặng cuối của đường đua vào lúc này, tay đua Robin Parkinson vẫn đang là người dẫn đầu. Như các bạn đã biết, nhiều năm gần đây, giới thể thao liên tiếp gọi tên Robin Parkinson như huyền thoại của những giải đua mô tô công thức 1. Liệu năm nay anh có tiếp tục giành chiến thắng để lập ra một thành tích chưa từng có trong lịch sử? Tay đua 5 năm liên tiếp giành chiến thắng. Ba cậu thật sự là Robin Parkinson, tay đua mô tô huyền thoại một thời ấy hả? Đúng vậy. Các cậu không thấy họ tớ là Parkinson hả? Đỉnh thật, mình nhớ bố mình từng dán rất nhiều poster của Robin Parkinson trong phòng khách nhà tớ. Chú ấy chính là thần tượng của bố mình đó. Ba cậu siêu quá, anh trai mình cũng ngưỡng mộ Robin Parkinson lắm. Ngày trước suốt ngày tớ nghe anh trai tớ nhắc đến cái tên ấy. Nhưng cậu có nói thật không đó? Mình biết các cậu thế nào cũng không tin, nên mình đã có lén mang qua đây một thứ không hề giả được. Đây đây, các cậu thấy chưa? Giờ các cậu đã tin chưa? Trời ơi, đây là huy chương vàng phải không? Vậy là ba cậu đúng là tuyển thủ Robin Parkinson rồi. Cậu có thể giúp mình xin chữ ký ba cậu được không? Đây đúng là huy chương vàng thật nè. Thế nào? Giờ các cậu đã tin lời mình nói là thật hay chưa? Ba mình đúng là Robin Parkinson. Lâu nay không ai hỏi, nên mình cũng không muốn khoe khoang. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, mình chính là con của Robin Parkinson. Nếu đúng là thật thì mình cũng muốn gặp ba cậu để hỏi tại sao năm đó chú ấy lại từ bỏ sự nghiệp khi đang ở trên đỉnh cao. Thật là khó hiểu. Alex chắc ghen tị với mình lắm. Cậu ta cứ phải hạ bệ mình xuống trước mặt mọi người mới được hay sao? Harry, ba ở đây. Ba, hôm nay con có chuyện này muốn kể cho ba. Ok con trai, lên xe nào. Rồi con sẽ có cả đoạn đường để kể cho ba nghe. Harry, sao cậu bảo ba cậu là tay đua một thời mà? Sao ba cậu đi xe chậm thế? Hay là cậu chỉ nói khoác? Có giỏi thì vượt xe của mẹ mình đi. Ba, ba cho Alex biết mặt đi ba. Ba vượt xe bạn ấy đi ba. Con muốn bạn ấy phải há hốc mồm cơ. Ồ, không không, con trai ạ. Ta thấy không có lý do gì phải làm ba cái trò ngốc nghếch ấy cả. Chúng ta hãy kệ bạn ấy và đi về nhà với tốc độ như mọi ngày chúng ta vẫn đi. Nhưng Alex sẽ cho rằng con nói khoác. Con sẽ không biết phải chứng minh với bạn ấy thế nào cả. Ba ơi, đó là danh dự của con đó. Đã là sự thật thì vẫn sẽ là sự thật thôi. Con không cần phải chứng minh. Con hãy mặc kệ bạn ấy đi. Các cậu xem, chàng trai nói khoác của chúng ta này. Harry, thật sự cậu đã nói khoác sao? Vậy là ba cậu không phải Robin Parkinson rồi. Cậu là người nói dối. Ba mình là Robin Parkinson. Mình không nói dối. Vậy cậu giải thích đi. Tại sao mình thấy ba cậu chạy xe chậm như rùa ấy? Ông ấy còn chẳng đuổi kịp được xe mẹ mình. Có lẽ nào mẹ mình lại còn chạy xe nhanh hơn cả tuyển thủ Robin Parkinson lừng lẫy một thời. Sao vậy Harry? Hay là cha cậu trùng tên với Robin Parkinson phải không? Cậu định lừa bọn tớ à? Các cậu thôi đi. Mình đã nói là mình nói sự thật kia mà. Xem ra cậu ta bị mình bắt quả tang rồi, cứng họng không nói được gì rồi. Harry, con đi đâu cả ngày hôm nay? Con có biết con làm bố mẹ và cô giáo lo lắng lắm không? Tất cả là tại ba. Nếu hôm qua ba đi nhanh vượt xe mẹ Alex, thì hôm nay cậu ấy đã chẳng có lý do để bôi nhọ con trước các bạn trong lớp. Giờ thì ai cũng nói con là kẻ nói khoác, nói dối.
Đó là lý do để con bỏ học đi biệt tâm cả ngày, không báo với ai một câu hả? Đúng vậy, từ nay con không muốn đi học nữa đâu. Tất cả là tại ba hết. Ba biến con trai của mình thành kẻ nói dối đấy. Ba vừa lòng chưa? Nếu hôm qua ba tham gia cuộc đua xe ngớ ngẩn của con và Alex, và nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra thì sao? Con đã từng nghĩ đến hậu quả của nó không? Ba từng là tay đua số 1 cơ mà. Sao giờ ba lại nhát gan thế? Con thật thất vọng về ba. Harry, con bình tĩnh nghe ba nói này. Con không muốn nghe ba nói gì nữa. Vậy con có muốn biết tại sao ba lại không còn muốn đua xe? Tại sao ba nhát gan thế không? Là vì con đấy. Tại sao lại là vì con? Mọi chuyện bắt đầu từ 10 năm trước, ngày mà ba gặp chấn thương trong một giải đấu. Trên chặng cuối của đường đua vào lúc này, tại đua Robin Parkinson vẫn đang là người dẫn đầu. Như các bạn đã biết, nhiều năm gần đây, giới thể thao liên tiếp gọi tên Robin Parkinson như huyền thoại của những giải đua mô tô công thức 1. Liệu năm nay anh có tiếp tục giành chiến thắng để lập ra một thành tích chưa từng có trong lịch sử? Tay đua 5 năm liên tiếp giành chiến thắng. Ôi không, một pha xử lý quá mạo hiểm của tay đua Robin Parkinson khiến anh ấy mất lái và gặp tai nạn ở chặng cuối cùng. Chấn thương khá nghiêm trọng, nhưng đó không phải là lần đầu tiên ba gặp một chấn thương như thế. Nó không phải là điều khiến ba dừng những cuộc đua xe. Sao em lại khóc như anh sắp chết vậy? Em biết mà, chấn thương hay tai nạn là điều không thể tránh khỏi. Anh cũng đã gặp chấn thương nhiều lần rồi mà, sẽ khỏi nhanh thôi. Anh đừng nói như thế. Lần nào anh gặp tai nạn là lần đó em tưởng như trái tim mình bị bóp nghẹt. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua, em cũng đã quen dần với việc anh gặp tai nạn. Nhưng lần này thì không được. Vì em có một điều vô cùng quan trọng muốn nói với anh. Chuyện gì thế em yêu? Anh biết không, giờ anh đã là cha rồi đấy. Anh đã là cha của một cô gái bé bỏng, anh biết không? Em nói gì? Anh đã làm cha rồi ư? Em nói có thật không? Đúng vậy, đó là một thiên thần bé nhỏ. Chỉ cần nghĩ đến việc con bé sinh ra mà không một lần được gặp cha là tim em lại đau thắt lại. Anh em biết, trước nay với anh chấn thương hay cái chết đều không quan trọng. Anh luôn theo đuổi tốc độ và anh đã làm được những điều anh muốn. Nhưng mình đã là cha rồi, may mà chấn thương lần này không quá nặng. Nếu không thì mình sẽ chẳng bao giờ gặp được con gái bé bỏng của mình. Con biết không, trong khoảnh khắc đó, bỗng nhiên ba sợ chết đến lạ thường. Một cảm giác mà ba chưa bao giờ có. Ba sợ cả những chấn thương có thể khiến mình không thể lành lặn để có thể bảo vệ hai mẹ con sau này. Điều đó tại sao lại khiến ba từ bỏ sự nghiệp thi đấu ạ? Với một tay đua thì nỗi sợ luôn làm chuồn bước. Ba không thể trở thành một tay đua khi trong lòng ba đầy nỗi sợ. Và quan trọng hơn là ba không còn muốn đua xe nữa. Ba chỉ muốn sống thật lâu và khỏe mạnh để có thể chứng kiến con khôn lớn và trưởng thành, có thể đồng hành cùng con trên mỗi chặng đường. Con hiểu rồi. Vậy bây giờ có lúc nào ba có thể đi nhanh được như trước không ạ? Ồ, con biết không, tốc độ không phụ thuộc vào tay lái của ta, mà phụ thuộc vào thứ ta đều sau lưng. Vì vậy ta chấp nhận trở thành một tay đua chậm chạp mỗi lần đưa con đến trường. Nhưng nếu trên đường đua, ta không nghĩ là có ai vượt qua được ta đâu. Con hiểu rồi, con yêu ba lắm. Nhưng ba ơi,
Còn điều gì nữa hả thằng quỷ nhỏ? Ban nãy ba kể, lúc mẹ báo tin, mẹ bảo ba đã là ba của một cô gái bé bỏng, nhưng con là con trai cơ mà. Ừ, à, cha cũng khá bất ngờ và thất vọng khi biết rằng mẹ con cố ý nói mình mang bầu con gái vì biết ba rất thích con gái đầu lòng. Cái gì? Ba thất vọng ư? À, không không, ý ba không phải thế. Thôi nào con trai, ta yêu con. Cảm hóa. Mẹ ơi, hãy mau lên, con muốn gặp bố ngay lúc này. Nếu bố biết con đạt giải nhất violon toàn trường, thế nào bố cũng thưởng cho con. Chạy từ từ thôi Lucas, kẻo ngã đấy con. Đồ đạc trong nhà mày chỉ có nhiêu đây thì sao trả được hết nợ hả? Có chuyện gì thế này vậy anh Andrew? Tại sao những người này lại chuyển hết đồ đạc nhà chúng ta ra ngoài thế này? Chồng ba vay một khoản tiền lớn, giờ không trả nổi nên phải gán đồ đạc để trả nợ chứ sao nữa. Cái đàn mà thằng bé kia đeo, bỏ ra trừ nợ cũng được đó. Cái đàn là của cháu, trả lại cho cháu đi. Các ông đang làm gì vậy hả? Mau dừng lại ngay, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát bắt các người ngay lập tức. Cảnh sát hả? Cảnh sát mà tới thì không biết ai sẽ là người bị bắt đâu. Báo chồng bà mau chóng trả tiền cho bọn tôi rồi hẳn nói chuyện phải trái. Nếu cảnh sát có mặt ở đây thì cả băng nhóm của tụi ông sẽ bị phanh phui từng người một. Khoản cho vay và số lãi kia sẽ làm rõ ràng đến từng con số. Nếu ông để cây đàn lại, gia đình tôi sẽ tìm cách trả nợ dần. Bà giỏi lắm. Đi thôi bọn bay. Hôm nay tạm thời thế này đã, hôm khác lại tới tiếp sau. Con yêu, đừng khóc nữa, sẽ không ai lấy cây đàn của con đâu. À, mẹ kia rồi. Cô Laura, cô làm sao thế? Cháu không sao đâu bà Anna. Chắc do độ này cháu tăng ca liên tiếp nên cơ thể chưa quen đó thôi. Cô phải cố gắng giữ gìn sức khỏe, chứ cứ làm bạc mạng thế này nguy hiểm lắm. Nợ chưa trả được bao nhiêu mà mình thì nằm đấy lại khổ cho. Biết sao được bà ạ, à? Cháu phải cố gắng làm việc để vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Tội nghiệp mẹ quá, mình phải làm gì đó để giúp mẹ mới được. Ước mơ trở thành nghệ sĩ violon của mình có lẽ phải tạm gác sang một bên thôi. Mình không thể để mẹ phải vất vả khổ sở thêm nữa. Cháu muốn bán chiếc violon này ư? Dạ vâng, thưa ông. Cây đàn này tốt đấy, cháu sắp đổi đàn mới hả? Dạ không ạ. Cháu muốn có chút tiền giúp bố trả nợ. Cháu quả là một cậu bé ngoan. Ta sẽ trả cho cháu $30. Cháu đứng đây đợi ta một chút nhé. Vậy là mình phải xa cây đàn này rồi. Có lẽ suốt cuộc đời này mình sẽ không bao giờ được chơi violon nữa. Trông kìa, cậu bé này xem violon như một người bạn thân thiết, không nỡ xa rời. Cháu chơi đàn violon đã lâu chưa cậu bé? Thưa ông, cháu đã học đàn violon được 5 năm rồi. Cháu có thể đàn cho ta nghe một bản được chứ? Dạ, thưa ông. Tiếng đàn nghe rất có hồn, cảm giác cậu ta với cây đàn như hòa vào một. Cậu bé này rất có tương lai đây. Màn trình diễn vừa rồi của cháu khá lắm. Thật may mắn cho ta khi gặp được cháu.
Ta vừa nhận lời giới thiệu một tài violon nhí cho phòng trà của ông bạn thân. Ta thấy cháu rất phù hợp. Cháu có thể giúp ta giữ lời hứa với ông bạn này không? Nhưng mà violon của cháu... Ta sẽ cho cháu giữ chiếc violon lại để chơi vào cuối tuần. Số tiền 30 đô la này vẫn thuộc về cháu. Khi nào nhận lương, cứ gửi dần cho ta là được. Nhớ là không được làm mất mặt ta đâu đấy. Dạ, chắc chắn rồi ạ. Cháu cảm ơn ông nhiều lắm. Cậu bé này, để có thể trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp thì con đường còn dài lắm. Sao bỗng dưng ông lại có ý muốn giúp cậu bé vậy? Có lẽ bởi tôi thấy được niềm khao khát mãnh liệt được sống cùng với những giai điệu vang lên từ cây đàn violon. Tôi không muốn những tài năng trẻ bị nhấn chìm bởi những nỗi lo miếng cơm manh áo thường ngày. Tôi chỉ là người nâng đôi cánh. Việc bay đến đâu trên con đường nghệ thuật hoàn toàn nằm ở bản lĩnh của cậu ấy. Hết lương tháng này là mình có thể trả hết tiền cho ông Macro rồi. Thật tuyệt quá đi. Ông chủ phòng trà này hết người để thuê rồi hay sao á? Mà lại cho thằng nhóc bé tí tuổi đầu lên chơi cơ chứ. Đúng đấy, giả sử là thần đồng thì cũng chả nói làm gì. Trong khi thằng bé này chỉ kéo ở mức tạm tạm, cũng chưa có tên tuổi hay thành tích gì, làm sao có thể giữ chân được khách đến với phòng trà cơ chứ. Cháu đúng là một đứa trẻ chăm chỉ đó, Lucas. Hãy nhìn mà xem, cháu đã trả hết nợ chỗ ta rồi. Hãy cố gắng tiếp tục phát huy nhé. Có lẽ cháu sẽ không đến đó chơi đàn nữa ông Macro ạ. Những vị khách nói rằng cháu không đủ tài năng để chơi nhạc ở phòng trà. Cháu đã quá tự tin vào bản thân. Thực ra trình độ của cháu vẫn ở mức thấp kém. Kìa Lucas, mới gặp có chút xíu khó khăn như vậy mà cháu đã nản chí rồi. Có ai mới sinh ra đã là một nghệ sĩ xuất sắc đâu. Phải trải qua quá trình rèn luyện bản thân một cách khắc khổ mới có thể làm nên chuyện lớn. Đừng trả lời vội ngay lúc này. Hãy dùng thời gian chứng minh cho mọi người thấy cháu thực sự xứng đáng được đứng trên sân khấu. Mình phải cố gắng hết sức để không phụ lòng ông Macro. Năm năm sau, tiền lương tháng này của cháu đây, Lucas. Cháu cảm ơn ông. Nhờ có ông giúp đỡ mà mấy năm qua cháu có thể trả hết nợ nần cho gia đình và tiếp tục theo học đàn violon. Cháu không biết nói làm sao để cảm ơn ông nữa. Có điều này ta cứ phân vân không biết có nên nói với cháu không. Thực ra toàn bộ số tiền trả công cho cháu mấy năm qua đều do ông Macro gửi ta từ trước. Trước khi chuyển tới nơi khác sinh sống, ông ấy đã dặn dò ta phải luôn theo sát và động viên cháu học đàn chăm chỉ. Ông nói sao? Tất cả tiền lương của cháu đều là tiền của ông Macro hả? Cả đời này cháu đã nợ ông Macro quá nhiều rồi. Đó là cách Macro chọn để bảo vệ bản ngã của một người nghệ sĩ. Vì lúc ấy cháu quyết định bán violon để giúp đỡ cha, thì Macro lựa chọn giúp đỡ cháu. Sau này có cơ hội, cháu sẽ tìm gặp lại ông Macro. Ông ấy luôn mơ ước một ngày được nhìn thấy cháu trên sân khấu chuyên nghiệp. Và mong cháu sẽ không vì khó khăn trên đường đời mà từ bỏ đam mê cháy bỏng của mình. Ông yên tâm, cháu nhất định sẽ không để ông Macro phải thất vọng. Để có thể thành công, mình phải tập luyện thật chăm chỉ, không bỏ lỡ một giây phút nào.
Ông Macron, cháu đến đây để kéo đàn cho ông nghe đây. Ông Macron, là cháu Lucas đây ạ. À, cháu chính là cậu bé ngày xưa được ông trao cơ hội. Chúc mừng cháu đã đạt giải nhất cuộc thi, Lucas. Ta thật không ngờ có thể gặp lại cháu ở đây và chứng kiến cháu đã trưởng thành như vậy. Tất cả là nhờ ông đã giúp đỡ cháu năm xưa. Nếu không có ông ngày ấy, có lẽ cháu đã từ bỏ chiếc đàn violon và sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được thành công như ngày hôm nay. Hôm nay, cháu đã có thể tự tin đến đây, đàng hoàng đứng trên sân khấu và cảm ơn ông. Chính thành quả của cháu hôm nay đã là món quà quý giá đối với ta rồi. Cháu đã trở thành một nghệ sĩ violon đích thực, đúng như nguyện ước của ta năm xưa.